Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một về Airdrop cực kỳ là khủng nhá. Thì đây là trước mắt các bạn, đây là một thể loại game về NFT nhá, game NFT. Và đây. Và trước khi vào hướng dẫn các bạn nhận Airdrop thì mình xin đánh giá sơ qua về cái dự án này. Thì đây là một thể loại game NFT nhưng mà cái kiểu như MOBA. Thì các bạn nào ngày trước ấy thì bạn nào đã chơi Liên Minh và Liên Quân ấy thì các bạn sẽ rõ nhá. Đây có đổi xanh và đổi đỏ này, hai đổi giao chuyện nhau. Thì ở đây tiếp theo thì ở đây nó này đấy, các bạn ý cho mình nhé, cái phần này là cây, gọi là cái lĩnh, con lĩnh của đổi này đánh với đổi kia ấy. Này đổi xanh đánh với đổi đỏ này, rồi tượng của đổi xanh đánh với đổi đỏ này, đấy nó hầu như là nó liên quan, nó tương tự như là Liên Minh luôn nhá. Liên Minh đây có những cái nút này đấy, di chuyển rồi cái nút bạn này, bạn tỉa này. Tiếp theo thì chơi nhiều hơn và kiếm tiền nhiều hơn. Đây ở đây nhá, thì đổi xanh này, trụ đổi xanh đánh với trụ đổi đỏ thì giống như là đổi trụ nào hết trước thì đổi nào bể trước thì đổi đỏ nó sẽ thua đó. Thì cái này nó sẽ nhá tham gia cuộc chiến lược 5v5, có nghĩa là 5 đổi của 5 bản này đấu với 5 đổi bản kia đó. Thì trong cái game này thì 5 người đấu với 5 người đó, thì mình cực kỳ là cuốn hút bởi cái game này đó. Và đây là những vị tướng NFT, đây là những vị tướng nhá, tướng này, con hổ này, rồi gì đây đó, thì sắp tới nó sẽ ra mắt những cây vị tướng khác. Thì con này là rơi vào khoảng quý 3 năm sau nó sẽ phát hành ra cái bản game nhá. Hiện tại nó chỉ ở cho bản IDO thôi, IDO và phân phối IDO và bạn trước làm cho các bạn nhận cái đồng, những cái airdrop nhá, những cái đồng token này bằng airdrop và bạn IDO. Thì chưa, mình chỉ biết như thế thôi, chúng chưa có thông tin gì hết cả. Thì đây là roadmap của nó này. Thì trong từ giờ đến trong quý 4 này nhá, quý 4 2021 này thì nó sẽ ra này, Wallpaper thì NFT này, rồi nó sẽ xác minh nhá, nó sẽ ra smart chain, smart contract ấy, nó sẽ phân bổ cái đồng token đó. Và tiếp theo nó sẽ liệt kê trên CoinGecko và CoinMarketCap, rồi sắp đó là những cái sàn giao dịch khác. Thì đây là những cái quỹ 4 nhá. Thì quỹ 2 này, quỹ 2 thì chưa có NFT, và đến quỹ 3 thì nó sẽ ra mắt ra bản beta game này, Android và iOS. Đó. Và tổng cung của con này là 1 tỷ nhé, 1 tỷ cái đồng loa. Đây đồng loa thì giá một loa là 0.005 đô trên một loa nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn cách nhận 10 đô nhé. Bạn sẽ nhận được 10 đô loa này. Thì để làm sao mà nhận thì các bạn nhận vào phần này cho mình. À, cái này mình đã làm rồi nhá. Làm rồi thì đây mình sẽ hướng dẫn lại cho bạn một cái khác. Đây nha, mình sẽ hướng dẫn bạn một cái trong web khác cho nó dễ làm. Ok. Thì đường link mình có để cho phần mô tả video thì các bạn có thể nhấn vào và tham gia nhá. Đây. Đây là đường link nhé. Thì tiếp theo các bạn cần phải làm đó chính là, thứ nhất là các bạn ở đây thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt này. Thì ở đây nhá, thì các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu và kiếm tiền. Thì ở đây nhá, bạn cảm thấy hào hứng khi kiếm được 10 loa, kiếm được đô loa nhá, cái đồng token bằng loa ấy. Thì tham gia với chúng tôi trên kênh Telegram của chúng tôi, theo dõi chúng tôi trên tích chờ và kết nối vị của bạn để bắt đầu hành trình của bạn. Thì ở đây các bạn cần tạo cho mình một cái tài khoản nhé. Thì các bạn nếu mà chỉ trang tiếng Anh thì các bạn giới thiệu được một người, các bạn sẽ nhận được là 10 đô, trị giá 10 đô bằng loa nhé. Đây các bạn sẽ nhận được 10 đô loa nhé, 10 đô trị giá bằng loa token ấy. Rồi thì 10 ở đây là các bạn nếu mà ước tính trị giá thì các bạn sẽ nhận được là 0.5 à, mình cũng không rõ nữa. Rồi
Thì ở đây các bạn tham gia vào nhóm Telegram của mình này, thay ra Telegram nhóm Telegram của nó này. Đấy các bạn mở nó ra thì các bạn nó hiện ấy, nó hiện một cái các bạn nhân vào tôi không phải là người, tôi không phải là bot nhá. Nó hiện một cái bảng ấy thì các bạn có chữ I have a bot gì đó. Đấy các bạn ý cho mình. Thì cái này đây mình sẽ làm lại nhá. Mình sẽ thoát nó ra, mình sẽ làm lại cho các bạn chị để nhìn. Đây các bạn nhận vào. Mở. Thì các bạn nhận này. Đây nó hiện I have đấy. Đây. Ơ, cái này là do mình nhận chậm quá đấy. Thì mình sẽ làm lại nhá. Đây. Mở ra này bây giờ này. Đây các bạn nhận vào. Ok. Đó các bạn nhận như thế nhá, khi bạn có comment bình luận được các bạn nhận hai cho mình. Thế thôi, đấy cũng như vậy thôi, không có gì hết. Rồi. Tiếp theo cái nhiệm vụ thứ hai là các bạn tham gia vào teacher. Teacher thì các bạn chỉ cần việc follow nhá. Follow. Follow và nhận vào cái này thôi. Ở đây thì các bạn like đấy, và chia sẻ thì viết lại là được, không cần phải nhiều đâu. Thế thôi, đơn giản thế thôi nhé, không cần phải làm nhiều. Tiếp theo, rồi các bạn nhân vào kết nối vị cho mình nhé, kết nối vị này. Các bạn nhân vào tôi không phải là người máy, các bạn kết nối vị cho mình MetaMask nhé. Đây. Ok. Hello đấy, ok các bạn nhân vào kết nối nhé. Rồi thì ở đây các bạn giới thiệu bạn bè nhé, các bạn giới thiệu này kiếm được 10 loa token khi bạn giới thiệu một người bạn kết nối vị đấy, kết nối vị và của họ vậy lâu đấy, các bạn cứ giới thiệu bạn bè và kết nối vị thôi, các bạn sẽ nhận được nhé. Đấy nhận được rồi, thì đây là mình vị phụ của mình, bây giờ mình sẽ xem vị mới của mình như thế nào. Mình sẽ load lại xem nào. Đây nhá. Đấy thì các bạn kết nối thì các bạn có thể nhá, các bạn có thể là nếu bạn nào mà có nhiều cái gì ấy, hay gì các bạn có thể tạo ra. Các bạn có thể tự tạo cho mình 1 2 vị được nhá. 1 2 vị và làm theo tên trong web khác. Đây, mình đã nhận được 10 loa. 10 đồng loa này. Rồi. Đây thì mình chưa biết là ấy ơ đâu quý đợt được kia. Mình đã xem nào. Ôi trời ơi. Mình à, chưa cho rút nhá, này chưa cho rút. Rồi ok, thì vừa đây mình đã hướng dẫn các bạn cách tham gia vào cái dự án game NFT của Lower of gì đấy. Mình không giỏi tiếng Anh nhá. Thì các bạn cứ quan tâm thì các bạn có thể làm theo như mình. Làm theo về iDrop nhá. Thì, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và đừng quên cho mình xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Đấy. Thì dự án này khá là ngon nên các bạn cố gắng làm nhé, đừng có bỏ lỡ. Đây mình sẽ phép những video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.